Này chú, con vợ tôi nó đang đi vắng, anh em mình đi luyện tay tí nhỉ. Thôi bác ạ, mụ vợ em mà nó biết thì nó xoẹt. Cái thằng buồn cười, cứ sợ vợ mãi thì bao giờ mới biết của ngon vật lạ. Bác nói cũng phải, lâu nay em dùng mãi 2 bát bánh đúc nhão, kể cũng ngán thật. Thì đi nhỉ. Chào cô Hến, cắt cỏ sớm thế. Chào cô, cháu tranh thủ cắt ít cỏ rồi về kèm cặp mấy đứa con nó học ở nhà. Dạo này học online không kèm cặp là chúng nó chảnh mảng ngay. Thời buổi bây giờ học hành vất vả hơn xưa. Nhà tôi cũng có mấy đứa cháu, thấy học ngày học đêm, học thêm học nếm, chả biết có nên cơm cháo gì không. Thời thế thế thời nó phải thế cụ ạ. Nhà này theo nhà kia vừa khổ các con lại tốn kém lắm. Thành ra bây giờ trẻ con chẳng có thời gian mà vui chơi. Thời đại văn minh gì mà lạ lùng quá. Thế nào, vui chơi có thấy sướng không? Tuyệt bác ạ. Lâu nay ăn cơm hầm cả heo, dùng thử bát phở mà thấy đời nghèo vẫn vui, sướng thật. Nghèo cũng phải cho con đi chợ chú ạ. Cũng phải biết tí của lạ chứ. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Sao với chẳng răng, đầu năm học bao nhiêu thứ tiền đấy, liệu mà lo. Biết lo thế nào. Thì sang bác cả vay tạm mấy đồng, mai này hết dịch ra sông mà lái đò. Chịu khó cắt cỏ chăm bẵm con bò, mai này nó lớn nó còn chăm lo ruộng đồng. Dịch dã khổ ghê, tiền đã không có lại đủ thứ khó khăn. Ai chẳng khó khăn mà kêu ca. Cái gì thế này? Hóa đơn karaoke. Em hoa, em mận, em đào, bia chai, một két bánh bao 10.000. Ôi giời ơi, thế này là hỏng rồi. Ra rồi con đổ đốn à. Đã được đốn cái nào đâu. Ôi giời ơi, là giời, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Vợ thì chắc bóp từng đồng làm đụng vất vả nuôi chồng, nuôi con. Mình chỉ đi hú hí với cái bọn danh con. Mình nhìn lại mình xem, hai quả bánh đúc nhão nhuẹt, ai mà sơi được. Vì ai mà nó nhão nhuẹt, tối nào cũng bố bên con bên thì cướp đâu ra mà rắn chắc. Kiếm được đồng tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt, chứ không phải ở trên trời rơi xuống mà ông ăn chơi vô bổ làm khổ vợ con. Này hát hò, này hát hò. Trời ơi là trời, hát với chẳng hò.